Cặp trước là Google Mixer và Google Gen. Cặp trước trước nữa là Google Grill và Google Server. Còn tập hôm nay là cả Mixer, Grand Grill, Server cùng cả quân. Let's go! Ladies and gentlemen, welcome to Happy Holies. Làm mới cha tổng tập hợp đến chính cỗ máy du hành Google mang cái tên Super Seal bằng việc sử dụng đến tổng lực hành chính Super Formation. Trong đó, Google Grill sẽ biến đổi thành phần động cơ phản lực gắn ở sau lưng. Google Grill và Google Server sẽ hai hới cho Dozer và Margarine để làm phần hai cánh tay sức mạnh. Google Grand và Google Mixer sẽ biến đổi thành phần điểm chân phản lực tăng sự cơ động cũng như vững chắc khi di chuyển trên các địa hình hiểm trở. Một cỗ máy mãnh lực với sự nhanh nhẹn linh hoạt kèm các đòn tấn công bá đạo như cú hút đầu đại bác Cannonball Heads và cú hút đầu chứng lực Gaswar Heads trước khi ra đòn kết liễu với tên gọi Double Arm Grass để xuyên qua và tiêu diệt gọn mục tiêu ngay trước mắt. Một đại Grand Mecha với sự hình thành từ những sức mạnh cường đại nhất của biệt đội sấm sét với tên gọi Super Daibukan, siêu đại cơ giới sấm sét khổng lồ.